Bây giờ hiểu cái tin nhận thực chưa? Cái gì mà ta đầu tư lên đầu nó có phải là bệnh thực đó là bệnh cho cái đời sống tinh thần của mình à? Rồi, chưa hết. Những gì mình đầu tư lên đầu của mình á, ngoài cái chuyện đó là thực phẩm cho tinh thần, nó còn thực phẩm cho thể xác. Vì sao? Vì kiếp xưa ta đã tạo nghiệp gì nên kiếp này ta mới ăn cái đồ này, đúng không? Tại sao kiếp này ta làm sư tử? Tại sao kiếp này ta làm bò? Tại vì kiếp xưa ta đã sống bằng cái... Nhớ cái đó hay không? Yeah. Bây giờ mình sang trọng, mình đi lết xét, đi rô xôi, mà thật ra nó là cái khả năng ăn phân của mình á, khả năng ăn phân, ăn thịt sống của mình, nó vẫn là còn nguyên, nó không có mất. Chỉ có tu đời quần mới mất cái khả năng đó thôi. Chỉ có tu đời quần mới không còn cái chủng tử mà ăn thịt sống, uống máu tươi, bạn phân người, thì tu đời quần không có. Còn tất cả chúng sanh ngoại trừ tu đồ quần ra đều có khả năng đó hết. Ghê vậy đó. Hôm nay đó mình chỉ nghe một cái mùi nó hơi hôi là mình chịu nổi, mà đây mình ngồi có một ngày mình đụt mặt vô cái nắp đó mình ăn, mình đừng có tin nha. Cho nên nó gọi là tư niệm thực. Và cái thực cuối cùng đó chính là thức thực. Cái đây là phước. Cái thực cuối cùng là thức thực. Thức thực ở đây chính là cái tâm đầu thai và các tội. Chỉ nửa mùi thôi. Tiền á. Ý thức cái gì? Thêm á. Thức thực phẩm. Tức là tâm đầu thai và các tội, có nghĩa là sao? Tùy thuộc vào cái tâm đầu thai đó mà ta chọn cái gì để ta ăn. Thực nghe kể không? Nãy tôi mới nói. Mà cái thức thực này nó được tạo ra bởi cái thứ ba là tư niệm thực. Hiểu không? Cái thứ tư được tạo ra bởi cái thứ ba, có nghĩa là tùy thuộc vào chuyện anh đầu thai bằng tâm gì thì anh sẽ thành một cái chúng sanh nó tương ứng với cái tâm đó. Ví dụ như mình mang thân người, đừng nói với tôi là người này giống người kia nha. Người Phi Châu không giống người Lào, người Lào không giống người Nhật, nhớ cái đó. Cho nên có những người tôi biết là họ ngộ lắm, họ biết họ tái sanh như thế nào lắm, mà họ sinh ra là họ rất là thích làm khổ người khác. Họ sống không thích được. Có nhiều người là họ làm nó, họ không muốn làm ai buồn hết. Có người bút nào cũng đứng trên đầu trên khổ người ta, họ lạ lắm. Rồi có người sinh ra nó tham đủ thứ, cái gì cũng thích. Rồi có người suốt đời chỉ biết bất mãn thôi, có cách nào mà vui suốt đời mặc đồ ngộ lắm. Thì tất cả những cái đó là do mình tái sinh bằng cái tâm gì. À, ví dụ như mình thấy cũng là loài bàn xanh, sụp xanh. Như các vị thấy con cọp với con beo, mình thấy nó rất là khó gần. Mình đem như đó mình thấy con thỏ, con nang thì rất là dễ gần. Tôi về ở trên rồi chi nha, buổi trưa tôi ra rừng luôn rồi. Tôi tự trong vườn mất ra tôi nghe cái rẹt. Xe chạy bên ngoài kia, mà tôi đứng trong đây tôi thấy xe chạy. Tôi nghe cái rẹt, tôi thấy con nang nó phóng đi. Tôi cười nữa. Rồi cái cô hội trưởng của cái chùa đó, cô nói xin biết tổ đó, mình trồng này kia rau cải mình phải đầy đó, rồi tối nó ra nó ăn. Mà cái chùa sát mặt tiền, mà tối nó mò ra nó ăn. Thì mình phải nhìn nhận rằng là cũng do cái tiền nghiệp như thế nào đó mà hôm nay trong chúng sinh có loài thích ăn cái này, có loài thích ăn cái kia, và cũng do cái tâm đầu thai của mình mà mình sống chỗ nào cũng do tâm đầu thai mà mình được gặp ai, có hiểu không? Có tin cái này không? Ví dụ như mình do mình làm người Việt thì mình mới gặp những người bạn Việt, hiểu không? Chứ nếu mà các vị làm người Thổ Nhĩ Kỳ thì các vị đâu có cơ hội gặp cái đám này, người thân thiết mình cũng không gặp cái này. Rồi nếu mà các vị làm người Tàu, người Tàu có ba loại: Tàu mainland, rồi Tàu Macau, Tàu Hồng Kông, Tàu Taiwan, Tàu Singapore, Tàu Malay và Tàu ở San Francisco. Thì Tàu có nhiều loại, Tàu mainland khác, rồi Tàu mà một quốc gia hay chính thể khác, rồi cái Tàu mà Tàu tách rời 100% khác, đúng không? Thì cũng mang máu Tàu đó, có một chút gì đó cộng nghiệp với là người Tàu với nhau. Thì biết đó không? Như biết. Nó có một chút gì đó tương đồng mình mới là người Tàu, chứ không phải tự nhiên mình nói rằng ô tình cờ ông nói Tàu tôi Tàu, không phải. Tuy là Tàu thì Tàu Đài Loan, Tàu là Tàu Hồng Kông, nhưng mà có cái điểm tương đồng nào đó mới mang một dòng máu Tàu để chi
để cùng chấp nhận văn hóa Tàu, Chinese culture, có hiểu đó không? Không phải ngẫu nhiên. Vì những người do cái khuynh hướng tà kiến nhiều đời, họ tưởng đó là ngẫu nhiên. Trên đời không có gì ngẫu nhiên hết. Còn các vị nha, cái vỏ kẹo nó có phải là cái gì đáng giá không? Vậy chứ không phải ngẫu nhiên mà cái vỏ kẹo của Đài Loan mà tự nhiên nó lại nằm ở trên đất Mỹ. Nó do cái gì mang tới thì biết không? Dễ sợ chứ. Cái vỏ kẹo thầy qua vỏ kẹo kẹo chuối có dấu, nhưng mà không phải tự nhiên trên đời nó bay cái đùng cái rớt xuống trên đất, cái tên sai phải có cái tên nào nó ăn rồi nó tha tới đây nó bỏ trên cái mảnh đất này, mà cái vỏ kẹo thôi thì đừng nói chi là cái chuyện mà mình mang nguyên cái hình hài máu me của một thằng ba tạo anh chàng Việt Nam chỉ có phải là ngẫu nhiên. Mà do mình nhiều đời mình cứ cái gì mà biết mình phán câu là tự cái kiểu là vậy, đó là cách nói rất là bất cẩn, bất cẩn một cách nguy hiểm, đó là rất là nguy hiểm. Đầu tiên đó là mọi thứ trên đời, dầu là một chiếc lá me hay là một sợi tóc hay là một giọt nước cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Cho nên cái gì mà nó hơi trái thì cái tự nhiên là mình làm cho mình thấy kỳ quặc. Ví dụ như nó có những cái chuyện mà nó nhỏ xíu là mình sợ. Ví dụ như cái chỗ đó, cái nhà xóm gần nhất là cách nhà 200 mét. Mà ban đêm tự nhiên mình đứng nghe mùi nước hoa mình đứng ngồi. Có nghĩa là cái nhà gần nhất là phải 200 mét cho tới 1 cây số. Tự nhiên mình đứng nghe mùi thuốc lá mình có rung không? Thế tôi nghe cái tôi chạy đóng cửa liền đó. Thế tôi nói gì không? Một là kẻ gian, hai là thầy của tôi. Mình cũng không giỡn, không cho mình nghe cái mùi cho mình sợ vậy. Thì cái nhà gần nhất là một mai thì hỏi cái khối thuốc ở đâu ra, gọi là mùi nước hoa nó đâu ra, mà mình biết là cái đó không có ở đây, hiểu không? Cho nên nói theo kinh Phật thì không có cái gì là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cái gì mà nó hơi abnormal thì cái đó hãy coi lại. Nghe kỹ hơn. Nhưng cho tới bây giờ, tôi có đọc một câu chuyện mà tôi nói cái chuyện không phải câu chuyện kể mà cái đó là một chuyện có thiệt. Một cái anh Tây mà anh đi qua bên Miến Điện, anh đi du lịch, anh ghé vô trong một cái bản làng, anh đêm anh ngủ, và khi dẫn, bởi dẫn cả là anh bận, không biết đó là cái gì, là người ban đêm từ cái nhà sàn anh ở anh nhìn ra anh thấy một cái cục gì đen thui mà rất là to lắm mà không có đèn pin. Thì một lát sau anh thấy cái cục to đó anh tò mò biết là cái gì nó to lắm, thì nó là cái cục nó bung ra và nó như cái sợi dài. Rồi anh hỏi là anh biết cái gì mà anh theo dõi mọi người ngủ anh ngủ luôn, và nó cứ nằm nó qua nó bung ra nó nằm đó. Rồi tới hỏi gì mà dây đựng miếng mất. Cho tới bây giờ anh không biết đó là cái gì, tiếng kể của chị đó. Anh biết đó là ma đó, thì nó giả thống thân ma. Rồi anh biết đó là cái động vật mà hợp lý nhất, đó là con trăng và con rắn. Mà anh nếu mà lúc mà con trăng rắn, anh nói theo anh thấy con không thể là dưới con tấn. Mà nếu mà không thể dưới con tấn thì lại mắc vào cái khác đó là vô lý. Làm gì có con trăng và con rắn còn tấn. Nhưng mà nếu mà không phải là một tấn thì cái hình thù mà anh thấy đó đó, anh nói nó không thể là nhiếp tay tay định chính xác, thì đó là cái gì thì đại khái. Hoặc là có một cô phụ nữ tôi quen ở châu Âu kể tôi kêu tôi Minh Thái chưa quên gốc cổ nhìn đất và nhìn lá khô, có một đêm nó cổ ngồi thiền mà cổ nghe đấy nó bò lê ấy, một cổ nó dài vô cùng chưa ơi, mà con không có đèn pin mà con không dám nhìn ra, mà nhìn ra cũng không thấy gì đâu. Mà của nó tự con cũng tò mò biết cái gì của nó, cái tiếng đó nó dài lắm. Bởi vì tôi kể bà con nghe là bà con nhớ cho nhớ là như là gì. Trong cái la ma nó giữ con mình đã bị đẩy lại trước mặt. Tại vì biết chúng ta đó là tối đầu chúng ta ngồi cùng có gì đang sắp đặt gì tối buồn là tối buồn đó là cá rồi lên băng thì những cái gì khác mà mình thấy là phải kiểu được cái này cái còn lại nó làm á.
có pháp là gì, có pháp nó chung quan điểm được, có pháp nó tới là nó đến đáng nó có pháp để đưa nghe nó sắp tới rồi, nó sắp tới rồi mà chứ mình đây có pháp mình nghe mất pháp là mùa hồi ban cái gì cho nên nó không có con vô rồi tất cả nợ hết đã trong cảm tiếp được. Mà cái diện cấm đó rất là hợp lý, hiểu không? Ừ. Đó không còn gì nữa, tin cái này kiếm tôi. Hôm nay mình cũng được là cái phản xạ đầu tiên là gì kiếm nó. Bây giờ nhé, tối 2 giờ kia để uống nước uống trong nó chịu ngủ thì cái chuyện đầu tiên là mò kiếm đại ca. Cuối cùng không có gì cũng dẫn phải lên đây có giết cái gì đó. Hôm nay không có gì để thông báo nên tôi không thông báo, tôi cứ thông báo rồi tôi sẽ không nói sao biết tên thì thông báo rồi ngủ. Cũng phải còn như cái gì đó. Nhưng họ tập thi nó quen. Dạy thuộc cho nó.